fat. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. It's what I do. The party's starting. It's going down. Let me show you what it's all about. Check it out. Chữa khỏi chân cho bố. Và giúp mẹ
ngồi bên cạnh. Yêu thương bố mẹ hơn, con biết tự lập hơn và con biết ơn bố mẹ nhiều hơn. Mà người mẹ mỗi mắt đã hy sinh một con mắt của mình cho con để cứu mạng. Đây là một người mẹ vĩ đại. Một người mẹ vĩ đại. Và sau khi con học bài học đấy thì con nghĩ rằng mình về nhà mình làm gì nhỉ? Con nên tự giác học hơn, tự giác đọc sách. Rồi sao nữa con? Và giúp đỡ quét nhà, mê đổ ra nhiều hơn, giúp ba mẹ việc nhà. Qua cái chương trình đào tạo này em cảm giác được là thầy không chỉ dạy về những kỹ năng mềm trong việc giao tiếp hay là trong các công việc khác,
về cái cuộc sống và xã hội của mình, thì thầy còn dạy về tình cảm của mình đối với gia đình của mình. Thí dụ như là tình cảm của em đối với mẹ của em. Qua đêm hôm qua thì em nhận được rằng là mẹ em đã hy sinh rất nhiều vì em. Dù chỉ dù cho em những việc rất nhỏ nhặt, thực ra mẹ em đã hy sinh rất là nhiều, thứ rất lớn lao chỉ để cho em thứ rất là nhỏ nhặt. Mẹ em rất là kiểu như là trước giờ không hề để ý tới nó ấy. Qua cái buổi đào tạo này em cảm giác thấy như là tất cả những người ở đây cũng như em đều được trưởng thành. Hai ngày vừa qua thì con nhận thấy khóa đã cho con rất là nhiều bài học và nó để lại cho con một ấn tượng sau này. Thì con thấy là bài học thì nó không chỉ giáo dục con về cái phẩm chất nhân cách của con mà còn có cả những cái kỹ năng sống sau này nữa. Và mình cũng biết trân trọng những gì mình đang có và biết yêu thương ba mẹ hơn. Mình được có thêm đặc biệt là cái phẩm chất hiếu thảo.